4 tỷ đồng. Nguyên combo dành cho quý ông, bộ 3 sản phẩm sang trọng đẳng cấp thượng lưu từ vàng nguyên khối, đồng hồ Rolex 228345 full vàng nguyên khối, mặt đeo full kim cương vành bezel đến diamond. Diamond và kim cương. Điện thoại Vitu Signature S full vàng nguyên khối AO 750 có kim cương và một chiếc nhẫn kết hợp trên hai sản phẩm, đó chính là từ Rolex và Vitu để tạo ra chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này thì ở trên mặt chính thì lăng có thiết kế vòng tròn là theo dựa trên ý tưởng từ vành bezel trên đồng hồ Rolex, mà vành khía thì ở đây sẽ là khía chạy tia lấp lánh, mặc dù không phải là kim cương hoàn toàn nhưng sự lấp lánh bắt sáng rất rực rỡ. Hai bên hông Kỳ Lăng thiết kế mỗi bên ba logo của Vitu và xen kẽ vào những cái logo thì Kỳ Lăng sẽ có những viên kim cương baguette mà Kỳ Lăng tuyển chọn những viên lấp lánh nhất, long lanh nhất, rực rỡ nhất để cho chuẩn nhất, cho đúng tiêu chí sản phẩm cao cấp luxury của Kỳ Lăng. Và chính diện chính giữa là một viên kim cương chủ. Viên chủ này thì tùy thuộc vào yêu cầu của quý khách muốn gắn là từ 5.4, 6.3, 7.2 vân vân. Và viên này là 9.5. Những viên kim cương hột xoàn nhỏ này Kỳ Lăng tuyển chọn cực kỳ tỉ mỉ và tương hộp với những thông số đẹp nhất và nằm ở dưới này với mục đích Kỳ Lăng muốn là hỗ trợ làm sự chiếu lấp lánh của viên chủ. Camera quay chính diện giùm anh nhé. Khi mà mình làm những viên kim cương nhỏ ở dưới này mà Kỳ Lăng làm theo tỷ lệ 6-4, tức là khi chúng ta nhìn chính diện vào viên kim cương chủ này thì sẽ nhìn thấy những viên kim cương nhỏ nhưng 4 phần là nằm bên trong, bên dưới và bên trong không thấy, và 6 phần còn lại là nằm trồi ra ngoài. Thì hình dung được chúng ta nhìn vô giác quan cảm giác viên kim cương này to hơn 9.5 ly, mặc dù là 9.5 ly nhưng mà có thể mình hình dung là hơn cỡ 10 ly hoặc là 10.5 ly. Vâng, Kỳ Lăng Luxury là đơn vị chuyên về sản phẩm cao cấp chính hãng, tuyển chọn tất cả những sản phẩm từ những thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu. Tất cả những sản phẩm mà Kỳ Lăng tuyển chọn đó để phục vụ giao lưu đến với tất cả quý khách là những sản phẩm mà được sự yêu quý của hầu hết tất cả những quý khách yêu về những sản phẩm sang trọng đẳng cấp và thượng lưu. Đối với những sản phẩm mà đã qua sử dụng thì Kỳ Lăng chỉ tuyển chọn những sản phẩm siêu lướt mà còn như mới, xuất sắc để mà phục vụ giao lưu đến với tất cả quý khách. Hãy đến với Kỳ Lăng Luxury để chọn cho mình những sản phẩm sang trọng đẳng cấp và thượng lưu. Kỳ Lăng Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.